Back to School cùng Hoàng Hà Mobile giảm thêm 5% khi mua các sản phẩm công nghệ, mua càng nhiều giá càng rẻ. Đặc biệt vào mỗi thứ hai, tham gia Monday Fun Day để hưởng ưu đãi giảm sâu lên tới 50%. Nhanh tay quét ngay mã QR để biết thêm chi tiết nhé các bạn học sinh. Chào các bạn, Bangladesh đang có cuộc khủng hoảng chưa từng có, biểu tình nổ ra khắp nơi, chính phủ sụp đổ, ba thủ tướng phải bỏ của chạy lấy người, tị nạn bên nước ngoài. Qua báo chí, chúng ta thấy hàng trăm cơ quan bị đốt cháy, đập phá, dòng người biểu tình hung dữ đối đầu với cơ quan chức năng, khiến hàng trăm người đã thiệt mạng. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Bangladesh lại rơi vào tình trạng tồi tệ như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé! Câu chuyện về cuộc khủng hoảng vô cùng tồi tệ của Bangladesh có thể được giải thích từ 15 năm về trước. Lúc đó, một người phụ nữ có tên là Sheikh Hasina được bầu lên làm thủ tướng. Và cho đến nay, bà này vẫn được biết đến là một trong những nhà lãnh đạo là phụ nữ tại vị lâu bậc nhất trên thế giới, liên tục trong 15 năm với 5 nhiệm kỳ. Thực tế thì tính 4 nhiệm kỳ cũng được vì nhiệm kỳ thứ 5 bắt đầu từ tháng 1 năm 2024 mà mới được vài tháng thì bà ấy đã phải từ chức và bỏ chạy rồi. Thế thì bà Hasina đã làm được gì cho Bangladesh? Bà này có làm tốt vai trò thủ tướng, thống lĩnh nền kinh tế Bangladesh hay không? Thì câu trả lời bao gồm như sau. Cái có là bà Hasina đã đưa nền kinh tế Bangladesh phát triển kinh hoàng. Năm bà Hasina bắt đầu nhận chức thủ tướng, bà ấy đã đưa Bangladesh phát triển ở mức 6%. Lúc đó GDP của Bangladesh là 91 tỷ đô la. Quốc gia này có dân số lớn hơn Việt Nam, 145 triệu người lúc bà Hasina nắm quyền, còn Việt Nam lúc đó là 85 triệu dân. Rồi thế thì sau 15 năm điều hành kinh tế, ba thủ tướng này đã làm được gì? Thì chúng ta thấy cái đầu tiên là nền kinh tế bùng nổ, trở thành một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới. GDP vào năm 2022 đạt tới 460 tỷ đô la, gấp hơn 5 lần so với ngày mới làm thủ tướng. Để dễ hình dung thì tốc độ phát triển của Bangladesh còn nhanh hơn cả Việt Nam. Vào năm 2022, GDP của Việt Nam mới đạt có 408 tỷ đô la, vậy là gấp 4 lần trong 13 năm. Có thể thấy các nhà lãnh đạo Việt Nam đã làm rất tốt, nhưng mà bà Hasina có thể còn làm tốt hơn. Tất nhiên là chúng ta không chỉ dùng mình số liệu GDP thôi mà đánh giá được năng lực của các nhà lãnh đạo. Nó có rất nhiều yếu tố đi kèm, nhưng mà thôi cứ tạm tham khảo như vậy. Cái thứ hai là Bangladesh hiện tại có 171 triệu dân, tăng 18% trong 15 năm. Trong khi dân số Việt Nam là 99,5 triệu người, tăng 17%. Như vậy, nhiều người cho rằng Bangladesh đã nghèo còn đẻ nhiều, khi nền kinh tế của họ nghèo đi là không hẳn đúng. Bangladesh có tốc độ tăng dân số gần như ngang ngửa với Việt Nam. Lệch nhau 1% dân số thì đúng là nhiều, nhưng mà 1% mà chia cho 15 năm, mỗi năm lệch 0,06% thì cũng không phải là quá nghiêm trọng. Chưa kể là việc tăng dân số với nhiều quốc gia là chuyện mơ còn chẳng được, như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước phát triển như ở châu Âu, thậm chí ngay cả Trung Quốc, dân số sụt giảm đang là vấn đề rất nghiêm trọng cho nền kinh tế sau 20 năm nữa. Bên cạnh đó thì trong thời gian bà Thủ tướng Hasina lãnh đạo thì tình trạng đói nghèo ở nước này đã giảm mạnh và hơn 95% trong tổng số 170 triệu dân hiện đã có điện sinh hoạt. Tuổi thọ của người dân Bangladesh tăng lên 50%, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm đến 90%. Theo nghiên cứu hàng đầu thế giới, năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của Bangladesh đã chính thức vượt Ấn Độ. Còn Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán GDP của Bangladesh sẽ sớm vượt Đan Mạch và Singapore. Chà, có vẻ như bà Hasina đã làm tốt trong nhiệm kỳ của mình. Vậy thì điều gì đã khiến Bangladesh thê thảm như ngày hôm nay? Thì áng mây đen tối bắt đầu bao trùm Bangladesh bắt đầu từ đại dịch Covid. Sở dĩ cột sống của nền kinh tế này là ngành may mặc, lĩnh vực thống trị trong các ngành sản xuất xuất khẩu của Bangladesh. Xuất khẩu may mặc đạt tới 55 tỷ đô la một năm và chiếm đến 80% giá trị xuất khẩu. Có thể nói Bangladesh là cái xưởng may của thế giới. Thế nhưng mà cả nền kinh tế lại chỉ tập trung vào việc ngồi may quần áo cho cả thế giới. Thế nên là khi thế giới còn mặc quần áo thì Bangladesh còn kiếm được cơm. Nhưng mà khi thế giới thích bikini thì Bangladesh hết đường sống. Đùa vậy thôi, chẳng thế giới nào không cần quần áo. Nhưng mà khi đại dịch Covid tràn đến, khi nền kinh tế toàn cầu suy thoái, người dân thế giới nghèo đi thì người ta bắt đầu bớt tiền sắm quần áo lại. Thì cái sức sống của nền kinh tế Bangladesh cũng vì thế mà xem như bị thoát vị đĩa đệm, đau đớn từng ngày. Mà đâu chỉ Bangladesh đâu, năm ngoái rất nhiều công ty may mặc của Việt Nam cũng bị đóng cửa, không có hợp đồng, duy trì được thì cũng phải cắt giảm lao động. Điều đó cho thấy là ngành may mặc toàn cầu đều bị ảnh hưởng. Có điều cái khác giữa Việt Nam với Bangladesh là ông Bangladesh sống dựa vào mỗi ngành may mặc, đến 80% giá trị xuất khẩu thì quá kinh khủng.
Còn Việt Nam thì đa dạng hơn, rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề đóng góp vào GDP, nên khi ngành may mặc khủng hoảng thì Việt Nam vẫn còn cái khác để mà dựa vào. Tóm lại thì đại dịch Covid là cú sốc đầu tiên cho nền kinh tế của Bangladesh. Đến cái thứ hai, đó là giá nhiên liệu. Bangladesh là quốc gia sản xuất điện phần lớn dựa vào nhiên liệu dầu mỏ. Thế nên khi Nga tấn công Ukraine, giá nhiên liệu toàn cầu tăng như tên lửa đạn đạo, thì Bangladesh cũng thương tích nghiêm trọng. Các bạn thấy là giá nhiên liệu có lúc tăng đến 2-3 lần, thì giá điện ở Bangladesh cũng phải tăng 2-3 lần. Giờ tăng giá điện thì dân phản đối, mà không tăng thì ngân sách không đủ, dân cũng phản đối, đằng nào thì cũng chết cả thôi. Rồi cú sốc thứ hai vừa qua đi, giá nhiên liệu vừa mới bình ổn, thì Bangladesh lại lao đầu vào tảng đá thứ ba, đó là chiến tranh Trung Đông. Niềm vui của người ta là ra biển câu cá, còn niềm vui của mấy ông Houthi là vác rocket ra biển bắn chơi tàu thuyền mỗi ngày. Tàu thuyền sợ bị bắn, không dám đi qua biển đỏ, phải đi vòng đường khác, đã khiến giá vận chuyển có lúc tăng lên đến 4 lần. Các bạn hình dung xem, một cái áo bạn mua 200.000 trên mạng, phí vận chuyển 30.000, giờ cái áo đó 200.000, tăng phí vận chuyển lên đến 4 lần là 120.000, so với cái áo 200.000. Vậy phí vận chuyển 120.000 so với cái áo 200.000 thì có đáng để mua không? Thà ra chợ mua cái áo như vậy 250.000, thêm 10.000 tiền xăng thì vẫn rẻ hơn nhiều so với mua trên mạng. Và đó là lý do vì sao người ta không chọn mua quần áo của Bangladesh nữa. Thà mua của mấy công ty gần nhà, dù đắt hơn chút về giá nhưng mà lại rẻ hơn nhiều về chi phí vận chuyển. Và vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng khi mà Bangladesh sử dụng tuyến đường biển đỏ cho phần lớn tàu hàng của mình. Giờ chính phần lớn số tàu đó phải đi đường khác, khiến gần như tất cả quần áo của Bangladesh bị đội giá, chẳng ai mua, và đó là cú sốc thứ ba. Tất cả những điều trên đã dẫn đến một kết quả đau lòng là 1/4 ngành may mặc của Bangladesh không thể trụ được. 32 triệu thanh niên, tức là phần lớn lao động chính của nước này, thất nghiệp tràn lan, nghèo đói khắp nơi, lại dẫn đến một vấn đề khác, đó là khi mà bạn thất nghiệp thì các bạn muốn nhất là gì? Vâng, chính là công việc. Nhưng mà công việc ở công ty tư nhân mà quá ít thì bạn sẽ nghĩ đến xin việc chỗ nào? Vâng, chính là nhà nước. Lại nhưng một lần nữa, đó là làm việc ở nhà nước Bangladesh thì sao? Thì ngon, vì lương cán bộ công nhân viên chức ở Bangladesh cao hơn mặt bằng chung, chứ không thấp như Việt Nam đâu. Việt Nam thấp mà ai cũng cố xin vào, nên Bangladesh lương cao, họ tranh nhau xin vào là đương nhiên. Rồi có một điều khá kỳ lạ với Việt Nam là ở đây Bangladesh có một chính sách đặc biệt cho một số đối tượng đặc biệt khi tuyển vào làm cho nhà nước, đó gọi là chính sách hạn ngạch việc làm. Cụ thể thì Bangladesh quy định rằng nhằm tôn vinh những người hy sinh vì tổ quốc, con em cựu chiến binh sẽ được 30% tổng số việc làm trong nhà nước. Ví dụ Việt Nam có 2,7 triệu công chức, mình tham khảo số liệu của bà chuyên gia kinh tế Phạm Trí Lan trên báo Người Lao Động. Thì nếu mà tương tự ở bên Bangladesh sẽ có 800.000 suất biên chế dành riêng cho con em cựu chiến binh. Tiếp đó ưu ái thêm 10% cho phụ nữ, 10% cho vùng kém phát triển, 5% cho cộng đồng người bản địa và 1% cho người khuyết tật. Các bạn thấy là đến một nửa công việc ngon lành trong nhà nước đã dành cho những người được ưu tiên rồi. Điều này thì không đáng kể khi mà đất nước phát triển, người lao động dễ kiếm việc làm. Nhưng mà khi các doanh nghiệp phá sản hết thì đó lại là mối quan tâm lớn cho những sinh viên, những người lao động không được ưu ái. Bà Thủ tướng Hasina có lẽ đã thấy cái quy định này không công bằng, vì nó có từ năm 1972, cái thời kỳ quy định này rất cần thiết để khuyến khích người dân tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhưng mà giờ có lẽ không còn phù hợp nên bà này đã bãi bỏ cái luật đó. Nhưng những người được ưu tiên lại thấy không công bằng, cha ông tôi đã hy sinh thì chúng tôi phải được hưởng chứ. Vậy là họ kiện lên tòa án tối cao. Cái ông tòa án sau khi ngồi vuốt râu suy nghĩ thì đã quyết định rằng tòa án sẽ hủy bỏ cái quyết định hủy bỏ của thủ tướng, nghĩa là sẽ thực hiện lại việc ưu tiên cho con em cựu chiến binh. Xong, dân tình thấy thế thì bùng lên biểu tình. Mặc dù trước đó đã biểu tình vì thất nghiệp, kinh tế suy thoái, giờ cái quyết định của tòa án này dân càng biểu tình mạnh hơn. Phần lớn người ta biểu tình là tầng lớp sinh viên, thanh niên, người lao động thất nghiệp. Người biểu tình mang vũ khí đánh cả công an, đốt cháy các cơ quan nhà nước, đốt xe, và đương nhiên là công an quân đội cũng không để yên. Và cái kết là hàng trăm người thiệt mạng, khói lửa khắp nơi, đến cả trường học cũng phải đóng cửa. Hiện tại thì bà thủ tướng đã từ chức và bỏ chạy. Nhưng mình thấy đối xử với bà như vậy có vẻ không công bằng. Bà ấy đã giúp Bangladesh phát triển trong 15 năm trời, chẳng ai khen hay là trân trọng công lao. Giờ chỉ có 2 năm kinh tế suy thoái thì biểu tình đến mức bà ấy phải bỏ chạy.
khá như kinh tế suy thoái vì tham nhũng, vì hối lộ thì bà thủ tướng còn sai. Đằng này không thấy ai nhắc đến chuyện tham nhũng, không biết là có hay không. Nhưng mà cái chính là do kinh tế suy thoái, do Covid, do chiến tranh Ukraine, do chiến tranh Trung Đông thì bà thủ tướng biết làm gì được. Đến tổng thống Mỹ còn chẳng làm được chứ thủ tướng một nước Nam Á thì làm gì được các vấn đề toàn cầu. Còn cái hạn ngạch việc làm thì là do tòa án chứ bà thủ tướng có tội gì đâu. Người biểu tình đang đề nghị bầu cử lại và tự chọn chính phủ cho riêng họ. Nhưng mà chính phủ mới có làm được gì hay không thì chưa biết. Chỉ thấy là biểu tình đập phá, đốt cháy tài sản và xã hội loạn lạc. Và chỉ thấy càng khổ hơn chứ không thấy tương lai tươi sáng chút nào. Thôi thì cứ chờ xem tương lai của Bangladesh vài năm nữa sẽ ra sao trong nhiệm kỳ của thủ tướng mới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.